Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngọc nha. Hôm nay Ngọc sẽ ăn một món đó là nấm xào. Bây giờ Ngọc sẽ giới thiệu sơ qua nguyên liệu mà Ngọc đã chuẩn bị ha. Gồm có nấm đùi gà, Ngọc dùng 3 cây, tỏi, ớt xanh, cà rốt, hành lá, một khúc gừng, dầu hào, một nước lọc, hạt nêm, một xíu muối, một xíu tiêu. Tiêu này là tiêu nhuyễn đó cả nhà. Xíu đường, bột bắp và nước tương. Bây giờ mình bắt tay vào làm ha cả nhà ha. Thì cả nhà ơi, bây giờ Ngọc sẽ bào cái vỏ nấm ở ngoài ra. Hay gì để luôn cũng được, nhưng mà Ngọc không có rửa cái nấm này. Ngọc không có rửa cho nên là Ngọc phải bào ra, Ngọc bỏ những cái ví dụ như có dính bụi hay dơ gì đó thì Ngọc sẽ bào ra, Ngọc bỏ hết đó, rồi Ngọc cắt cái đầu, Ngọc bỏ luôn vậy đó, cắt đầu cắt đuôi đó, tại vì Ngọc không có rửa. Rồi Ngọc đã chuẩn bị xong rồi nè, đẹp rồi đó. Bây giờ Ngọc sẽ cắt đôi cái nấm ra, rồi Ngọc sẽ xắt thành từng lát. Thì nhà mình thích ăn dày hay ăn mỏng như thế nào đó thì xắt theo gia đình mình ăn hết cả nhà. Ngọc thì Ngọc xắt cũng vậy đó, không dày cũng không có mỏng quá. Xắt rồi xắt ra thành từng sợi như thế này nè. Xắt ra sợi sợi vậy đó. Thì cái nấm này mình cắt cái độ dài của cái nấm này bao nhiêu thì cà rốt mình cũng xắt nó giống nhau vậy cả nhà. Vậy nó bằng với nhau, nhìn nó đẹp. Rồi Ngọc sắc xong rồi, cà rốt thì Ngọc cũng sắc giống nhau vậy luôn á cả nhà. Cái khúc này là Ngọc sợ lắm luôn nè, sắc sợ sợ ra cà rốt mà Ngọc sợ nó vô tay. Sắc ra từng sợi vậy á. Rồi Ngọc đang sắc xong rồi đó. Rồi ớt thì Ngọc dùng 2 quả ớt, ớt này là không cay nha cả nhà. Ngọc cũng chẻ đôi ra, xong rồi Ngọc sẽ lấy cái ruột của nó, Ngọc bỏ hết cái ruột của nó, Ngọc không giữ cái ruột, rồi Ngọc sẽ cắt cho nó cũng vừa vừa với cọng nấm vậy đó. Vừa với cái cây nấm mà mình cắt ra vậy đó, rồi cũng sắc sợi luôn cả nhà. Rồi tỏi thì Ngọc cũng sẽ sắc ra thành từng lát. Chứ Ngọc không có bằm nha cả nhà. Sắc ra từng lát vậy đó. Miếng gừng thì Ngọc cũng sắc ra từng lát lát như vậy luôn. Sắc ra từng lát miếng vậy đó. Hành thì Ngọc cũng cắt khúc ra vậy đó, độ khoảng vừa với cái nấm. Rồi cái Ngọc chuẩn bị là một vá nước lọc và một vá nước tương. Nước tương này nó không có mặn cả nhà, nó lạt. Rồi pha loãng với thì nêm thì muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Ơi không có bột ngọt cả nhà ơi, muối, đường, hạt nêm, dầu hào thì Ngọc có sớ giới thiệu sơ qua ở đầu video á, với lại một xíu bột bắp, rồi hòa tan cái hỗn hợp này lại. Xíu nữa muối cho nhà mình xào cái nước sốt này. Rồi Ngọc có bắt cái chảo cho vô miếng muối, miếng dầu ăn. Bây giờ Ngọc sẽ cho nấm vào, Ngọc trụng nấm. Trụng cho nó héo cái nấm lại, Ngọc không có rửa lại nước nha cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc sẽ bắt dầu lên, Ngọc phi cái gừng với lại củ tỏi đó cho thơm, rồi Ngọc cho nấm vô, Ngọc xào. Rồi đồng thời đó cho luôn cà rốt với lại ớt vô xào chung luôn. Tại vì mấy cái loại rau củ này nó cũng nhanh chín lắm cả nhà ơi. Rồi cái nước sốt lúc nãy đó, Ngọc sẽ cho vô luôn. Rồi dặn lửa lớn lên, rồi xào qua xào lại vài cái là chín rồi đó. Ngọc niêm thì thấy rất là vừa ăn luôn. Rồi bắt đầu cho hành lá xuống, đảo đảo vài cái cho nó héo héo hành. Xong rồi cái đầu Ngọc sẽ nhắc xuống nha cả nhà ha. Tắt bếp. Tắt bếp và nhắc xuống. Ngon lắm cả nhà ơi. Đó, món nấm xào của Ngọc đã xong rồi nè. Ngon lắm luôn. Rồi bây giờ nấm xào của Ngọc đã hoàn thành rồi. Ngọc cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngọc nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt cả nhà.